mình là Thái. Mình là Tú. Mình là Trung. Mình là Điệp. Xin chào mọi người đến với Câu Làm TV. Mọi người, hôm nay mình sẽ đưa mọi người quay trở lại tuổi thơ. Hôm nay mình sẽ làm phô đất các bạn ạ. Mình sẽ làm phô đất. Hôm nay mình phô đất không phải như mọi người ngày xưa làm. Bây giờ mình sẽ chia đội các bạn ạ. Chia đội để làm phô đất, để ai thua cuộc sẽ bị cho hình phạt của trẻ trâu chính hiệu là quạt nhọn nhồi vào mặt ạ. Các bạn ạ, các bạn hãy theo dõi video của mình nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào lấy đất sét để làm phô đất các bạn nhá. Các bạn đi theo mình nhá. Từng cục đất sét từ bùn lên. Đấy các bạn ơi. Tôi mò đi ngay chỗ chân mày đầy. Đấy. Có đĩa. Đấy đĩa các bạn ạ. Đâu? À, các bạn ơi. Mình vừa đã đi lấy đất sét về nha. Bây giờ mình sẽ đi làm những đất sét để làm đất các bạn ạ. Đấy. Mình sẽ làm lấy các bạn nha.
là đội mình đã làm được xong 4 tiết mục, chỉ cần sang tập trung là chịu cuối cùng các bạn quan trọng này chưa làm một cái gì hết, đội mình chắc chắn là sẽ được vẽ mặt rồi các bạn ạ. Quan tiến tâm bên đội và đội mình là kiểu gì cũng được lên trên đỉnh. Áo đỏ là người dừng mà bé thử đi, test thử đi đấy, không nổ các bạn đừng nó mệt. Đây là chơi đất của trò chơi ngày xưa các bạn ạ, của những ngày xưa không ngày xưa gì có internet nên họ nên là nghĩ rất nhiều trò. Đây là trò một, đây là cũng là một trò chơi điển hình của một trẻ trâu chính hiệu các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình được thử một cái này các bạn nhá. Ôi đổ rất to các bạn ạ, to lắm các bạn ạ. Các ơi, mình sẽ nào thử quả pháo này nhá. Sau đây mình sẽ nổ chủ quả pháo mình đã làm nhá. Tiếp quả này nha. Các bạn ơi, mình vừa làm xong tổng cộng là 10 quả pháo chia làm 2 đội các bạn ạ. Đấy, và bây giờ hình phạt là nếu mà thua thì sẽ bị quẹt vào nồi mặt các bạn ạ. Quẹt những hình vẽ này nồi xoang mình đã chuẩn bị đấy, xoang nồi đun bếp củi các bạn ạ. Và bây giờ cuộc thi đập phá bắt đầu các bạn nhá. Bây giờ mình thổi hồn các bạn, thổi hồn. Ấy rất là to. Lật tú các bạn nhá. Lật tú nổ nhưng mà không được nổ to lắm. Bây giờ đến lượt quả thứ hai. Tập trung. Đấy là trung. Trung nổ chưa? Rất là to ạ. Điệp. Sao cũng không được cho hoàn nhá. Đấy lần mình của các bạn nhá. Lần mình nhá. Đấy. Rất là to ạ. Đấy cũng là to các bạn ạ. Bài hết mặt mình các bạn ơi. Mình nhá. Giờ không nổ các bạn ạ. Quả của mình bị xịt ra đấy đó. Lật đẹp nhá. Đẹp nổ đi. Nào, nổ được. Ba đào. Giờ quả cuối cùng các bạn ạ. Đấy, quả to hơn này. Mình sẽ đến kết quả nhá. Cứ bên nào mà có lỗ nổ, có lỗ to hơn bên này thắng. Đây các bạn. Đây khẩu quạt đây ạ. Cái này các bạn ơi, đấy. Quả nào đây nhá thì bên mình lỗ to hơn bên mình thắng là 1-0. Quả thứ hai thì đây. Quả hai với bên mình cũng lỗ to hơn, bên mình thắng nhá là 2-0. Đấy, còn quả thứ ba, đây về đây. Thì cho như mình tính thì bên mình thì rộng hơn từ khoảng đường kính thì khoảng 5 cm, bên này thì đường kính thì từ khoảng 4 cm rưỡi thôi các bạn, nên bên mình thắng. Còn quả thứ tư quả thứ tư của mình thì bị xịt, còn tên bạn thì bị nổ nhưng mà nó không được lỗ, thế là cũng tính là 4-1. Còn quả cuối cùng là cả hai đội đều không nổ các bạn ạ. Quả cuối cùng cả hai đội đều không nổ là xịt vì nó nặng quá. Nên quả này là đội hai đội hòa. Vậy thì chung cuộc thì đội mình thắng 4, còn đội Tú thì thắng 1. Và bây giờ hình phạt là sẽ vẽ nồi lên mặt của Tú và Điệp các bạn nhá. Em vẽ Điệp nhá. Là các bạn đây nhá, là hình phạt các bạn cho tôi là đồ. Lên vút căng cả nhất. Ôi giời ơi. Rồi mình sẽ vui nhá. Đó. Đây nó trời ơi.
Cho một like và subscribe để mình thêm động lực để làm nhiều video.